và lịch sử phần 2. Giải thích câu 4. Diễm Nhu cùng Mỹ giết họ Hàng. Pháp đầu hàng, Hiệp định Geneva 1954, đoạn 6 quy định vị trí 17 là ranh giới quân sự tạm thời, để hai bên rút quân, không phải là chia đôi, làm biên giới quốc gia Nam Bắc. The military demarcation line is proportional and should not in any way be interpreted as constituting a political or territorial boundary. Hai năm sau, ngày 20 tháng 7 1956 phải tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nhảy vào can thiệp, không thi hành hiệp định Geneva, hủy bỏ tổng tuyển cử vì biết chắc rằng sẽ thua. Trong cuốn The Prologue to Epilogue in Vietnam, xuất bản năm 1979, trang 227 đến 221, giáo sư Mỹ Martin Cohen viết: Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá hơn Bảo Đại không? Làm sao mà khá hơn? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng được Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tuyển cử tự do, vì ông ta là George Washington của Việt Nam. Hoa Kỳ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về cướp ngôi Bảo Đại và lập nước Việt Nam Cộng Hòa với cờ vàng ba sọc đỏ bất hợp pháp ngày 26 tháng 10 1955. Ách thực dân thông ba dâu bể, suốt trăm năm nô lệ lầm than, tưởng rằng giặc Pháp đầu hàng, non sông tái lập vững vàng từ đây. Thay giặc Pháp, Hoa Kỳ nối bước, đem nhà Ngô về nước đăng quang, cướp ngôi đoạt lấy ngai vàng, trưng cầu dân ý, mưu gian dối lừa. Washington kế thừa giặc Pháp, cùng giặc Ngô trấn áp miền Nam, Geneva phá rối nghị đàm, ngụy danh lập nước Việt Nam Cộng Hòa. Nếu cha là Ngô Đình Khả từng làm mật thám cho Pháp, công bộc cho Vatican, mua vua, bán vua, đổi vua, bài vua và đày vua, thời Thành Thái và Duy Tân, thì Ngô Đình Diệm tôi thần Bảo Đại, phản vua, cướp ngôi vua vì cuồng Mỹ và nghiện đạo Vatican. Trước thì cuồng Nhật là nhân vật số 2 của đảng Việt Nam quang phục của Cường Đệ. Một khi Cường Đệ được Nhật cho làm vua thì Diệm chắc chắn sẽ là thủ tướng. Nhưng mẫu mưu bá đồ vương không thành. Khi lưu vong sang Mỹ, rất may nhờ Hồng Y Gia Tô ở New York Spearman dẫn động với Vatican và chính trường Mỹ mới thỏa mãn được mộng đồ vương. Ngô Đình Diệm quan tham triều Nguyễn, phá nước nhà quân khuyển ngoại bang, tiếng đời tam đại Việt Giang, ba đời bán nước ngai vàng tím ngôi. Kiếp lưu vong gặp thời may mắn, Washington sắp sẵn quân bài, Gia Tô La Mã tiếp tay, đô la chủ Mỹ cân đai bổng hàng. Trong tác phẩm The American Popular Life and Time of Francis Cardinal Spearman, trang 238 đến 245, tác giả John Cooney viết: Sự thật lịch sử là ông Ngô Đình Diệm và chế độ của ông ta là do Mỹ khai sinh và nuôi dưỡng. Ba người Mỹ làm bà mụ cho chính khách Ngô Đình Diệm thỏa còn bao nhiêu năm từng lấy gót trên quê người là giáo sư Joseph Bottinger, sĩ quan tình báo Edward Sandell và Hồng Y Joseph Cardinal Spearman. Ông Diệm được ba bà mụ đỡ đầu cho bú mớm tại các hành lang quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn và bồng ông về Việt Nam vì ông Diệm hội đủ hai điều kiện mà người Mỹ cần trong buổi giao thời hậu Geneva 1954: chống cộng và công giáo. Ba bà mụ rất nhiều nuôi Diệm, Bottinger kế hiểm giang hồ, Spearman cờ thế Gia Tô, Lansdale lèo lái cơ đồ xây ngôi. Nhưng Diệm lại quá độc tài và sắc máu. Với lục 10-59, Diệm đã tàn sát và khủng bố hàng trăm ngàn người Diệm yêu nước theo Diệm Minh chống Pháp trong phong trào tố cộng. Diệm tin tưởng và ưu tiên cho con chiên theo giặc Pháp, giữ mọi quyền cao chức trọng ở miền Nam. Các linh mục trở thành lãnh chúa đầy uy lực. Tất cả tướng tá hay viên chức nhà nước đều phải dè chừng kính nể, nhất là tổng giám mục Ngô Đình Thục, anh của Diệm ở Vĩnh Long. Quan tướng muốn lên chức phải nạp khai vàng cho Thục. Còn Ngô Đình Cẩn, em Diệm, nổi tiếng là khát máu, bảo chúa miền Trung với ngục chính hầm, thủ tiêu vô số dân lương có liên hệ với Việt Minh trong 9 năm chống Pháp. Trong quyển Việt Nam White Vigo, sử gia anh Ebro Manhattan, trang 84 viết: Trong vòng 5 năm, từ năm 1955 đến 1960, Diệm giết 80.000 người bị chụp mũ là Cộng sản, theo Việt Minh chống Pháp, tra tấn 275.000 người, tù giam 500.000 người. Lê máy chém xa gần tố cộng, đảng cần lao ác mộng muôn đời.
lương dân máu đổ đầu rơi, độc tài khát máu thế thời đảo điên. Vì quá tàn ác là một trong 100 tên bạo chúa từ cổ chí kim, từ đông sang tây, Hoa Kỳ bị mang tiếng xấu ác với cả thế giới, nên sai côn đồ giết Diệm với tuồng hài Cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Washington thẳng tay trừ khử, xóa con bài hung dữ Triều Ngô, thay quân đổi chốt giang hồ, Khánh Minh Khiêm Thiệu Gia Nô Tây Bồi. Câu 5, ác bá Tây Nô lòng giả thú. Và câu 6, cường hào Mỹ Ngụy giả sói lang. Liên minh Pháp Vatican xâm lược Việt Nam, bắt dân tộc Việt Nam làm nô lệ xiềng xích và bần cùng hóa suốt cả trăm năm, trừ thành phần Việt Giang phản quốc được hưởng bổng lộc chức trước giàu sang do giặc ban bố. Thành phần Việt Giang mới đầu lẻ tẻ, những cá nhân như Huỳnh Công Tấn, Trần Bá Lộc, Trương Quang Ngọc, Ngô Đình Khả, Nguyễn Văn Xuân, rồi dần dần lộ ra từng nhóm, từng đảng phái, giáo phái, bầy đàn có tổ chức hẳn hoi, thành phong trào rộng lớn được nuôi dưỡng bằng bơ thừa sữa cặn của thực dân Pháp và đồng đô la của đế quốc Mỹ. Tất cả đều có cùng mẫu số chung là lá cờ vàng ba sọc đỏ, được tóm gọn trong phạm trù quốc gia. Cái quốc gia tối hậu có pháp danh rõ ràng là chính phủ quốc gia Bảo Đại, được thực dân Pháp dựng lên để chống cộng cho liên minh Pháp Vatican, rồi Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu do Mỹ dựng lên để chống cộng cho liên minh Mỹ Vatican. Cả hai thực thể được hệ thống tâm lý chiến ngu dân của thực dân đế quốc tô son trát phấn, đánh bóng và đầu độc hay nhồi sọ lâu ngày thì nó nhìn y như thật, thành một lý tưởng quốc gia chính nghĩa. Nó đã trải qua đến ba thế hệ rồi mà người ta vẫn nhìn nó y như thật. Tuy nhiên, khi nó bị lộ hàng thì người ta mới biết nó là hàng giả. Ba lần cái thứ hàng giả, chính phủ chính nghĩa quốc gia này bị lộ hàng khi đối mặt với Cộng sản. Lần nhất là Cách mạng tháng 8 năm 1945, nó phải đu càng sang Tàu cùng với 200.000 quân Tào Tưởng. Lần thứ hai, nó phải chui vào Tàu Há Mòm vào Nam cùng với thực dân Pháp năm 1954. Lần thứ ba, nó hết đất sống lại tiếp tục đu càng sang Mỹ ngày 30 tháng 4 1975. Ở Mỹ, nó tự đấm nhau mà lộ hàng giả. Nơi thánh địa cuối cùng, đất Bursa, California, biến thành nơi mưa máu gió tanh, chuyên buôn hàng giả, bán hận thù. Cuối cùng, cờ vàng ba sọc đỏ với chính nghĩa quốc gia là hàng giả hay hàng nhái, được nhập khẩu từ hai ông thương gia thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hợp đồng với Vatican. Nói nôm na là phản quốc, bản chất nô lệ, danh hiệu ngụy nô, biểu tượng cờ vàng, hai đời làm giặc bán nước, làm tay sai cho ngoại bang. Giặc cướp Pháp xích xiềng dân tộc, giặc cờ vàng hưởng lộc vinh hoa, nhân danh hai chữ quốc gia, chiêu bài chống cộng gian hoa dối đời. Cả hai thời Pháp và Mỹ, cường hào ác bá hà hiếp nhân dân, cướp của đốt nhà bắn giết, tiếp tay với ngoại bang, làm cho tan hoang đất nước với bom đạn ngoại bang. Thuốc khai hoang núi đồi nhiễm độc, rừng trụi lá còi cọc cây khô, dioxin thần chết sông hồ, quái thai dị tật cơ đồ suy vong, giặc bắn giết thay chồng máu đổ, nhà cháy tan khốn khổ dân làng, giết người chiến dịch Phượng Hoàng, thay phơi máu đổ mua ngàn sinh linh. Câu 7, trăm năm bán nước hai đời giặc. Tiền duệ cờ vàng Nam Kỳ có gia tô Huỳnh Công Tấn năm 1837-1874, tay sai đắc lực của thực dân Pháp ở Nam Kỳ, tàn sát vô số nghĩa quân yêu nước chống Pháp, bắn chết lãnh binh Trương Định, tức Trương Công Định, chặt đầu Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, được giặc Pháp lập tượng đài ghi công ở Gò Công, à la memoire du lãnh binh Huỳnh Công Tấn, Chevalier de la Légion d'honneur, Fidèle Serviteur de la France, kỷ niệm lãnh binh Huỳnh Công Tấn bắt đầu bội tinh công bộc trung thành của nước Pháp. Francis Xavier Trương Bổ Diệp, tục gọi là Cha Diệp, gián điệp cho Pháp cùng với lãnh đạo do giặc Tây chỉ huy tàn sát Việt Minh ở vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Diệp chẳng may bị Việt Minh giết trả thù, chết ngày chết tháng 12 năm 1946, được các linh mục và con chiên yêu nước Pháp và yêu Vatican phù phép thành thánh linh, sùng bái ở Bạc Liêu. Hiện nay mỗi năm có hàng trăm ngàn con chiên, kể cả Phật tử cùng si, đến bái kiến để cầu phước. Bắc Kỳ có gia tô Trương Quang Ngọc chặt đầu Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế năm 1913, có linh mục Trần Lục dẫn 5.000 giáo dân Bùi Chu Phát Diệm giúp Pháp hạ chiến lũy Ba Đình của cụ Đinh Công Tráng ở Thanh Hóa, được giặc Pháp phong làm phó vương và bắt đầu bội tinh. Trung Kỳ có giáo dân và linh mục Hà Tĩnh chỉ điểm cho Pháp bắt vua Hàm Nghi bỏ cung điện ra bưng chống Pháp, vua bị giặc Pháp đài biệt sứ sang Phi Châu.
có Gia Tôn Ngô Đình Khả cùng với Nguyễn Thân dẫn đến đạo đào mã của Phan Đình Phùng. Gia Tôn Ngô Đình Khả cùng với Gia Tôn Nguyễn Hữu Bài, công bộc của Pháp và Vatican, buôn vua, bán vua, bài vua, đài vua, giữa lúc non sông đất Việt đang chìm đắm trong ngục tù nô lệ xiềng xích của ngoại bang. Cho đến chính phủ quốc gia cờ vàng của Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu là hai đời cờ vàng làm giặc cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Làm giặc Ngụy hai đời bám nước, giặc Mỹ Tây phong tước bổng hàm, cường hào ác bá gian tham, tiếp tay đế quốc nguyện làm gia nô. Lịch sử Việt rõ ràng ghi dấu, lá cờ vàng giấy máu non sông, nhà tan thay ngã ngập đồng, đạn bom đế quốc tiên rồng oán than. Câu 8. Quái thai xác chết lá cờ vàng. Gọi là quái thai vì cờ vàng ba sọc đỏ do ngoại bang đẻ ra nó không sinh ra từ trong lòng dân tộc, cho nên phản dân tộc và hại dân tộc, cố bám víu vào ngoại bang để bú mồm. Giặc Pháp Mỹ rụng rời lui bước, giặc nội thù rối nước còn mang, đảng phe xác chết cờ vàng, quái thai đế quốc họ hàng thực dân. Mẹ giặc Pháp ân cần dạy dỗ, bố Hoa Kỳ bồi bổ thịt ra, trăm năm bán nước hại nhà, nay thời mặt vẫn thân già tả tơi. Sau khi bị Mỹ bỏ rơi, Mỹ cút Ngụy vào, ngày 30 tháng 4 1975, một số đông chạy qua Mỹ ổn định cuộc sống tạm thời yên ổn, cờ vàng bắt đầu lập hàng trăm hội đoàn ma, đảng phái ma, chính phủ ma để lường gạt và chống phá đất nước. Ra hải ngoại hận đời vong quốc, phá đất nhà tâm độc khẩu xà, tuyên truyền xảo Ngụy gian hoa, truyền thông nhã độc bút tà văn nô. Đã là xác chết thì chỉ là ồn ào múa rối như hồn ma, với ánh ma trơi chỉ xuất hiện ban đêm hay những chỗ dơ giấy tối tăm để nhát những kẻ nhẹ dạ. Ánh sáng mặt trời hiện ra thì tan rã cả xác lẫn hồn. Nay xác chết cờ vàng múa rối, đội mồ hoang bóng tối ma trơi, binh ma âm phủ tướng trời, võ rừng võ miệng lắm lời điêu ngoa. Cờ vàng tự sướng, loạn tâm thần, luôn sống ảo trong sự dối trá lừa đảo vô minh ngu muội, biểu tình gây bạo loạn, khủng bố, thậm chí còn đấm đá lẫn nhau, tơi bời, biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành nơi gió tanh mưa máu, chuyên buôn hàng giả, bán hận thù. Chẳng hạn như một trong những đảng ma chơi cờ vàng điển hình là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân, tức Đào Văn, với lá cờ vàng mắt sọc đỏ, tự xưng là hiện thân giáo chủ Huỳnh Phú Sổ Đạo Hòa Hảo tái sinh. Sấm cơ linh ứng, Đào Văn hay là Minh Vương hay Minh Quân ra đời bất chiến tự nhiên thành. Minh Vương hay Minh Quân, phép lạ màu nhiệm, luyện bùa, sái đậu thành binh, với hàng trăm vạn binh ma cô hồn các đảng cào cào châu chấu, do Đại tướng Hòa Hảo, Vương Văn Thả ở Việt Nam và Đại tướng Quách Thế Hùng ở Mỹ bay về nước chỉ huy dẹp tan đảng Cộng sản không làm khổ dân. Minh Vương hay Minh Quân cũng làm phép kiện Trung Quốc lấy về 36.000 tỷ đô la làm cho dân giàu nước mạnh. Đến thời kỳ thứ ba lưu vong này, giặc Ngụy nô cờ vàng lại biến thành binh ma thổ tả tâm thần, đội mồ từ âm phủ lên, ma dương đại tướng từ trên trời rơi xuống. Suốt hơn 45 năm qua, cờ vàng liên tục ra công đánh phá đất nước, đã sang thế hệ hậu duệ cờ vàng thứ ba. Với chính sách tâm lý chiến ngu dân của thực dân đế quốc để lại, đến ba đời vẫn còn ngu bền vững. Tất cả đều là công giả tràng, liên minh thực dân đế quốc và Vatican sinh ra cái quái thai cờ vàng ba sọc đỏ, đã cáo chung từ ngày 30 tháng 4 1975. Vài đám dân chủ cụi và mấy con én gia tô như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nam Thân không ráo riết tuyên truyền gây bạo loạn lật đổ cộng sản ở Việt Nam, ở được các đặc khu con chiên, chỉ là những đám ma chơi lạc lõng sống trong ảo giác vô minh ngu muội, không làm nổi một mùa xuân Ả Rập hay cách mạng màu. Nuôi mộng ảo nhưng thời đã hết, gọi hồn ma xác chết vẫn nằm. Cờ vàng đã xuống cõi âm, diêm vương hỏi tội chẳng lầm kẻ gian. Trên trần thế gian ngoan xảo Mỹ, làm giặc nô quỳ lụy ngoại bang. Mẹ Tây cha Mỹ chẳng màng, vẫn thời đã hết suy tàn bại vong. Lời kết. Đất nước Việt Nam đang hưởng thái bình thịnh trị, vì thiên cơ đã định như vậy. Giặc cờ vàng, giặc dân chủ cụi, giặc tàn dư Vatican hay giặc Covid-19 Corona gì cũng bị đánh tan tành. Nước thái bình cơ trời đã định, chí anh hùng tuyệt đỉnh tiên rồng. Cờ vàng ngu tối cuồng ngông, như hà nghịch lộ bãi phân lẽ trời.
Suốt hơn 100 năm nô lệ, xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ yêu nước vĩ quốc công thân, từ thời Cần Vương Văn Thân cho đến Việt Minh bộ đội Cụ Hồ, từ Cao Bằng Lạng Sơn Điện Biên Phủ cho tới Trường Sơn và đồng bằng sông Cửu Long, đã biến thành hồn thiên nước Việt, biến dãy đất hình từ chữ S thành địa linh nhân kiệt, xuất hiện nhân tài, vượng khí đất nước đang lên. Các anh hùng liệt sĩ sống linh sát thác thiên vẫn tràn đầy chí khí quật khởi, cùng đồng hành với con cháu Lạc Hồng tiến lên. Đàn một tiếng hồn quang dậy sống, đồng vui ca rợp bóng suối ngàn, tiếng nhạc khoan sông núi ầm vang, cờ phát phới sao vàng chiến thắng. Đàn một tiếng mây trời trống vắng, nắm sương khô sưởi nắng úa tàn, tiếng thơ nhi nức nở khang tan, hồn tử sĩ bàng hoàng chính suối. Đàn một tiếng thác ngàn sông núi, máu sương khô hóa bụi thấm nồng, đất địa linh anh kiệt tiên rồng, ngàn hoa nở trời đông rực sáng. Đàn tiếng hồng thiên hiện dáng, rồng Việt Nam xuất dạng mây ngàn, bão nổi lên thác lũ mưa vàng, hồn tử sĩ cười vang siêu thoát. Trích Hồn Tử Sĩ, tác giả CM. Bão đã trở lên thật rồi với thác lũ mưa vàng, sau hơn 100 năm xiềng xích nô lệ máu đổ thay phơi nơi rừng già núi thẳm, thời đại mới Hồ Chí Minh đang rực sáng khắp non sông nước Việt với những công trình đồ sộ, những khu đô thị hiện đại tranh nhau mọc lên như nấm đáng kinh ngạc, những xa lộ rộng lớn tiện nghi, nhà thương trường học hiện đại, những khu resort sang trọng. Có lẽ đây là giấc mơ chăng? Rồng quật khởi ầm vang sân thủy, tấm biển đông đắp lũy Trường Sa, đầu rồng phun ngọc Hồng Hà, đuôi rồng sông nước mặn mà Cửu Long. Non sông độc lập thống nhất quy về một mối, đất nước vững âu vàng. Thời đại Hồ Chí Minh mở ra niên đại mới cho con hồng cháu lạc, đứng vững trên đôi chân của chính mình, tự hào sánh vai cùng năm châu thế giới, tích cực xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh. Tô điểm non sông cái bắp nhiễm lệ hùng tráng, xứng đáng với ước vọng của tổ tiên, các bậc tiền bối cũng như các anh hùng liệt sĩ vĩ quốc vong thân. Ôi đất nước lầm, hồn thiên tổ quốc, ôi giang sơn gấm vóc địa linh, Hồ Chí Minh, chí anh minh, cha già dân tộc trọn tình núi sông. Đất không nước thì đất khô cằn, nước không đất thì nước không có bờ bến. Hàng triệu người Việt trên khắp năm châu luôn hướng về quê hương đất mẹ, với tổ tiên mồ mả, thăm lại mái nhà xưa, ngôi trường cũ, cây đa đầu làng, rất khó quên những kỷ niệm ấu thơ. Về để sống lại kỷ niệm xưa và nhìn tận mắt rồng Việt Nam đang cất cánh bay cao. Đất với nước nảy mầm sức sống, rồng với tiên lập giống Lạc Hồng, nước đi khắp nẻo non sông, hòa cùng dân tộc vào lòng đại dương. Nay rồng tiên giống chuông hồi quốc, nước về nguồn cội gốc cùng non, nước đi đi mãi đá mòn, nước về nguồn cội hải còn non sông. Vậy thì cái xác chết cờ vàng ba sọc đỏ đã chết hơn 45 năm rồi, nên được thiêu đốt, đem tro bụi về đất mẹ Việt Nam an táng, để người chết được yên mồ yên mã, người sống quên đi lá cờ vàng ba sọc đỏ của một thời nô lệ lầm than ô nhục. Sống trong thời đại mới Hồ Chí Minh vinh quang tươi sáng, đất nước độc lập tự do tự chủ thống nhất, dân chúng sống trong cảnh thái bình thịnh trị an lạc, người người vui hưởng ấm no hạnh phúc, nhà nhà lo làm giàu xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ. Nay nắng ấm trời hồng rực rỡ, hoa tự do đua nở thanh bình, nước nhà độc lập quang vinh, rồng tiên non nước tự tình nước non. Thời đại mới vàng son đất tổ, đã qua rồi bể khổ lầm than, cùng nhau ca khúc da vàng, hùng vương quốc tỷ, văn lang quốc hồn. Tác giả Cầu Mong, ngày 18 tháng Giêng năm 2021.